Những điều mà khi mà làm Vingroup, làm đối tác của Vingroup thì các bạn học được đó chính là sự áp lực nào cũng qua cả, khó khăn nào cũng qua cả, chỉ cần kiên trì và cố gắng và rất rất là phải là chịu đựng. Thì thời gian đầu hơi khó khăn, nhưng mà một thời gian sau thì chắc chắn luôn, mọi việc nó sẽ rất là nhẹ. Đây là những lưu ý trong cuộc sống cũng vậy, bất kỳ áp lực nào rồi cũng qua. Nếu mà không chịu đựng nổi thì chúng ta hãy tìm một môi trường khác thôi nhá. Follow mình để biết thêm nhiều về công việc kỹ sư.